Nghị quyết 138 ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đưa ra định hướng phát triển hệ thống đô thị ven biển và hải đảo theo hướng bền vững, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, chú trọng phát triển đô thị trên cơ sở bảo tồn, phát huy các yếu tố di sản, văn hóa lịch sử. Đây cũng là cơ sở để Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng quy hoạch đô thị dựa trên những thế mạnh sẵn có của chủ đô thị ven biển hiện nay. Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những địa phương có thế mạnh của một đô thị ven biển với bờ biển dài từ thành phố Vũng Tàu, Long Hải, huyện Long Điền, Phước Hải, huyện Đất Đỏ đến Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Cư dân đông đúc, hệ thống giao thông thuận lợi là điều kiện để phát triển chủ đô thị ven biển Bà Rịa Vũng Tàu. Quy hoạch đô thị ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đang được nghiên cứu theo hướng bền vững, hiệu quả, có bản sắc riêng và quan trọng là phải có quỹ đất dành cho tương lai. Thì chúng tôi rất muốn đề nghị cho các đô thị ven biển, bởi vì Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta chủ yếu là ven biển, là các đô thị ven biển trước thì chúng ta nên tập trung vào phát triển đô thị nén. Nén ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ ưu tiên phát triển cao tầng và gọn lại. Gọn như vậy nó có mấy cái ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là chúng ta giữ được đất cho lâu dài. Ưu điểm thứ hai là chúng ta đầu tư hạ tầng ít. Đấy, thì như vậy thì và ưu điểm thứ ba là chúng ta có cái quỹ đất để mà phát triển về hạ tầng xã hội. Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 300 km chiều dài bờ biển và hơn 100.000 km vuông thềm lục địa. Hiện tỉnh có 10 đô thị biển, trong đó có 3 đô thị biển đã được công nhận, gồm thành phố Vũng Tàu, Long Hải, huyện Long Điền và Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Tỉnh cũng đang thực hiện các bước quy hoạch để phát triển thêm các đô thị biển như Hồ Tràm, Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Lộc An, huyện Đất Đỏ và toàn bộ huyện Côn Đảo thành đô thị biển đảo. Đặc biệt lợi thế về cảng nước sâu của Bà Rịa Vũng Tàu là điểm nổi bật nhất trong vùng, thúc đẩy các hoạt động kinh tế, tạo vị thế vùng riêng biệt cho tỉnh. Nằm liền kề với vùng thành phố Hồ Chí Minh, phát triển năng động bậc nhất của cả nước và khu vực ASEAN, Bà Rịa Vũng Tàu là cấu thành quan trọng vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, điều kiện khí hậu, đất đai và nguồn tài nguyên tự nhiên thuận lợi là ưu thế về phát triển kinh tế biển với các ngành dầu khí, công nghiệp, hải sản và lợi thế du lịch biển đảo. Ý nghĩa của các cái đô thị này nó là gắn với cái kinh tế biển mà đặc biệt là hệ thống đô thị. Thì trong đấy chúng ta biết là cái giá trị của cảnh quan cũng như là về mặt phát triển kinh tế đấy, thì các đô thị mà ven biển của chúng ta là góp một vai trò rất quan trọng. Cho nên là cái việc mà chúng ta cân nhắc và chúng ta có những cái định hướng làm sao mà nó đi đúng cái tinh thần chung rồi đây cả phù hợp với cái quy hoạch tỉnh mà đang tổ chức thực hiện. Hiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có chuỗi đô thị ven biển giữ vai trò chủ đạo trong việc tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, gồm thành phố Vũng Tàu, thị trấn Long Hải và thị trấn Phước Hải. Thời gian qua, Bà Rịa Vũng Tàu đã đi đúng định hướng phát triển hành lang kinh tế du lịch đối với các đô thị ven biển của tỉnh. Trong đó, quy hoạch định hướng, quy hoạch chung và quy hoạch phân khu chi tiết để quản lý đầu tư và phát triển, phân vùng rõ ràng khu đô thị, khu du lịch phục vụ cho phát triển đô thị và du lịch. Riêng Côn Đảo đã có đầy đủ các loại quy hoạch, quy định quản lý để phát triển tương đối chặt chẽ. Theo đó, Côn Đảo có quỹ đất hạn chế, do đó quy mô đất đai để xây dựng, phát triển khu dân cư và du lịch phải được cân nhắc để khai thác sử dụng hiệu quả. Bà Rịa Vũng Tàu từ một cái khu vực phát triển, từ những cái làng ngư nghiệp mà nó phát triển lên theo cả ba cái hướng phát triển, vừa là khai thác cái cảng biển, vừa là khai thác du lịch và vừa phát triển cộng đồng, tạo ra ba cái trục và phát triển hướng ra biển. Về cảnh quan thì Vũng Tàu cũng có những cái nét đặc biệt, tức là Bà Rịa Vũng Tàu có những nét đặc biệt có sự kết hợp của cả địa hình núi, rừng và biển. Theo quy hoạch, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ phát triển thêm các đô thị biển như Hồ Tràm, Bình Châu, Lộc An và toàn bộ Côn Đảo sẽ phát triển thành đô thị biển đảo. Theo đó, khu vực Hồ Tràm là đô thị du lịch ven biển của tỉnh và huyện Xuyên Mộc, là trung tâm kinh tế, dịch vụ, du lịch và có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng,
hướng đến hình thành đô thị loại 5 trong giai đoạn 2025 đến năm 2030. Khu vực Lộc An mang tính chất là khu dân cư tập trung và các khu chức năng đô thị kinh tế gian biển như dịch vụ du lịch, dịch vụ sản xuất, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, nên dự kiến sẽ phát triển thành đô thị loại 5. Bình Châu là trung tâm thương mại dịch vụ du lịch tầm cỡ quốc tế của huyện Xuyên Mộc và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là một đô thị có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng. Côn Đảo được định hướng trở thành đô thị loại 5 là khu du lịch quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử, hoàn thiện hệ thống hạ tầng gắn với quốc phòng an ninh, phát triển các cơ sở dịch vụ lưu trú du lịch hiện đại, bản sắc. Cái cảm nhận đầu tiên là cái phát triển nó chưa hoàn chỉnh của tất cả các khu. Điều đó nó vừa là một lợi thế, nó vừa là một cái bất lợi, nhưng hiểu theo cách chuyên môn như bọn tôi đó, nó là lại là một cơ hội. Một cơ hội để mình có thể điều chỉnh quy hoạch, mình có thể điều chỉnh kiến trúc và thậm chí mình có thể là bổ sung những cái gì mới để nó cập nhật hơn. Nghị quyết 24/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó mở ra cơ hội mới cho Bà Rịa Vũng Tàu khi đề cập đến hai nội dung mà trong tương lai nếu triển khai hiệu quả sẽ tạo nên một không gian phát triển hoàn toàn mới cho tỉnh. Đó là việc hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ và phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế. Một trong những vấn đề là các địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương xây dựng và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mà nghị quyết đặt ra. Trong đó có việc điều chỉnh quy hoạch của một số đô thị ven biển. Thành phố Vũng Tàu đang thực hiện điều chỉnh đề án quy hoạch bãi sau. Theo đó, phương án được thành phố lựa chọn là khu vực phía biển trục đường Thùy Dân. Chính quyền thành phố đề xuất quy hoạch công viên công cộng đô thị, các công trình kiến trúc điểm nhấn với chức năng là dịch vụ công cộng, công viên, khu vui chơi trẻ em, thể dục thể thao, đài cấp cứu, trạm cứu hộ biển, kiosk dịch vụ công viên, quảng trường, bãi đậu xe, không gian hở, với mật độ xây dựng tối đa 5% nhằm phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, khu vực bãi sau và quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành quyết định số 1390 về việc phê duyệt hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Long Hải mở rộng quyền Long Điền đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Theo đó, tổng diện tích được phê duyệt để phát triển đô thị Long Hải mở rộng là 2040 ha, quy mô dân số 150.000 người. Đô thị Long Hải sẽ được cải tạo, phát triển mở rộng và xây dựng phát triển các khu chức năng, tạo lập các khu vực mở mới đáp ứng nhu cầu ở, bổ trợ cho các khu vực trung tâm. Trong đó, tập trung phát triển đô thị biển Long Hải theo chuỗi đô thị từ thành phố Vũng Tàu đến Bình Châu, Xuyên Mộc. Long Hải là một trong những cái địa danh hết sức là quan trọng về phát triển du lịch. Với cái điều kiện thuận lợi là phát triển được về du lịch biển, du lịch sinh thái, rồi du lịch tâm linh. Thì vừa qua thì tỉnh cũng đã quyết tâm làm đầu tư một cái chuỗi liên kết. Đó là cái công trình trọng điểm của tỉnh, là cái công trình đường DT994 đi từ Phú Mỹ xuyên qua Bình Châu, Xuyên Mộc đi Bình Thuận, thì đi ngang qua Long Hải. Thì hiện nay công trình này đã được huyện quan tâm đầu tư, tỉnh quan tâm đầu tư, thì huyện và thị trấn cũng đã triển khai thực hiện ở các bước. Hiện nay cũng đã giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện cái lòng đường mở rộng theo tiến độ. Và hướng tới đây thì theo cái cam kết của thị trấn với huyện thì sẽ giải phóng một số hộ ở khu vực tuyến đường này để làm sao đó giao mặt bằng để cho đơn vị thi công hoàn thành cái tiến trình của cái tuyến đường DT994 trong cái thời gian sớm. Xuyên Mộc đã tập trung nâng cấp, mở rộng hạ tầng phục vụ du lịch, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch, trong đó chú trọng những dự án công trình vừa thu hút du khách, vừa phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho cộng đồng cư dân địa phương. Từ năm 2020, dự án công viên bãi tắm công cộng Hồ Tràm được triển khai thực hiện đã được cải tạo khu vực này, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Dự án này được chia thành 3 giai đoạn đầu tư và đến nay đã hoàn thành 2 giai đoạn đưa vào sử dụng với các hạng mục: phố đi bộ dài 250 m, phát triển mảng xanh,
lắp đặt đèn chiếu sáng, bờ kè, khu dịch vụ mua bán hải sản. Trong năm 2023, Tuyên Học đẩy mạnh hoàn thiện công viên bãi tắm công cộng Hồ Tràm giai đoạn 3, giai hạn 1. Quảng trường có hệ thống đài phun nước, nhiều tiểu cảnh dọc theo bờ biển được lắp dựng chỉnh trang, tạo thêm những điểm vui chơi, chụp ảnh. Huyện cũng đang đẩy nhanh tiến độ bố trí, xây dựng hạ tầng bãi đậu xe quanh bãi tắm công cộng Hồ Tràm, khu du lịch Bình Châu. Bà Rịa Vũng Tàu đang có nhiều lợi thế để xây dựng chuỗi đô thị ven biển như hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa. Các quy hoạch được điều chỉnh trong thời gian gần đây đã từng bước đáp ứng nhiệm vụ chỉnh trang các đô thị ven biển. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu hút các nhà đầu tư và từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị ven biển đẳng cấp trong thời gian tới.